Hello, em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh Hàng Nhật của em. Một cái chiếc video vào cuối tuần, hy vọng là các anh chị sẽ thích những cái món hàng trong video ngày hôm nay. Đầu tiên em sẽ nhắc lại là số điện thoại của em có để bên dưới tiêu đề video. Cả nhà mình có thể kết bạn Zalo hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em vào số điện thoại này để mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và giá em báo trên video là giá chưa bao gồm phí vận chuyển. Đó, vấn đề thanh toán thì em sẽ nhận chuyển khoản hoặc là nhận chuyển cọc trước, sau đó sẽ gửi hàng đi cho khách. Và khi mà mình nhận hàng về, nếu mà nó có lỗi hay là nó có sai khác gì với những cái mà em đã giới thiệu trên video thì mình có thể liên hệ lại, thì em sẽ xử lý hết và rất là có trách nhiệm với những cái món hàng mà em đã gửi đi cho anh chị. Cho nên là mình mua hàng ở shop em thì anh chị hoàn toàn yên tâm anh chị ha. Đầu tiên trong video ngày hôm nay thì em sẽ có một cái loại cưa. Cưa này thì nó lần đầu tiên về ở shop em này. Cưa loại này là cưa lá hẹ, dùng để mình cưa ngách, cưa những cái nách lá đâu đó, rất là phù hợp để cho anh chị chú bác mình chơi kiểng, chơi bonsai hay là làm vườn, những cái công việc làm vườn anh chị ha. Nó nhỏ xíu mini thôi, tổng dài của nó chỉ được là 210 mm. Cái này là dài khi mà mình bung ra đó, còn khi mà mình gấp lại như này thì nó sẽ là khoảng được 12 thôi, 12 đến 12.5 thôi. Nó rất là gọn, rất là tiện khi mà mình bỏ trong giỏ đồ nghề hay là mình mang theo để mà mình đi lên vườn, lên nương, lên rẫy hay gì đó anh chị. Rất là phù hợp ha. Nó không có bị quá to và nó ứng dụng rất là cao khi mà mình cần cắt. Có một số cái cây thì giữa cái nhánh này với nhánh kia nó sẽ sát với nhau, thì những cái loại cưa nhỏ mini và dạng lưỡi lá hẹ như này thì nó sẽ giải quyết được cái vấn đề là mình cưa ở những cái góc hẹp như vậy. Đây là cái răng cưa của nó đây. Cán thì nó bằng gỗ luôn anh chị ha, nguyên khối gỗ ở đây, gỗ tự nhiên. Đó, cái này thì dạng là cưa gấp và cái lưỡi nó ngắn thôi. Cái lưỡi nó chỉ có là được khoảng 85 mm thôi anh chị ha. Một cái điều đặc biệt là cái lưỡi cưa này thì nó được cấu tạo từ thép không gỉ và nó là một cái trường hợp ngoại lệ. Thông thường thì lưỡi cưa sẽ không được làm bằng thép không gỉ. Những cái lưỡi cưa lớn từ khoảng 120 đến 201, 204 hay là lớn hơn nữa thì đa phần là chỉ được mạ một cái lớp kháng gỉ bên ngoài thôi, chứ không có sử dụng cái chất liệu là thép không gỉ. Riêng cái cây cưa này thì nó là ngoại lệ anh chị ha, nó sẽ được làm từ thép không gỉ bởi vì cái lưỡi cưa này nó khá là ngắn, cho nên là cái nhược điểm của thép không gỉ là nó sẽ giòn, dễ gãy, chỉ cần mình hơi xê xích chút xíu thôi là nó có thể gãy rồi. Nhưng mà do cái lưỡi này nó ngắn thôi, nó nhỏ xíu à, cho nên là nó lướt qua được cái nhược điểm đó, cho nên người ta mới thiết kế bằng thép không gỉ. Vả lại là khi mà mình làm những cái cây kiểng bonsai nhỏ nhỏ thì bằng lưỡi thép không gỉ như này á thì cái độ mà thẩm mỹ nó cao hơn và độ bền nó cũng khá là cao. Đây anh chị ha, cái này thì nó full bao bì như này, nó về là nó full như này anh chị ha, là hàng mới chưa sử dụng. Đồ làm vườn ở em thì sẽ bán hàng mới chứ không có bán hàng đã qua sử dụng nha anh chị, riêng đồ làm vườn thì sẽ là hàng mới. Cái mẫu này thì đây là cái mã vạch của nó này. Cái này là lần đầu tiên về ở shop em, nhưng mà ở một số cái kênh mà các anh chị mà bán đồ chuyên đồ bonsai hay là cưa kéo làm vườn đó thì em thấy cái mã cưa này anh chị cũng có bán rất là nhiều và khách rất là thích cái mẫu cưa này. Và giá của nó là khoảng từ có nhiều kênh họ bán rất là nhiều giá ha, từ 300, 320, 350 cũng có là cái mẫu cưa này. Và cái cưa này giá em niêm yết là 300 ngàn, nhưng mà ngày hôm nay do video này thì hàng nó mới về cho nên là em sẽ giảm giá riêng ở cái video này thôi anh chị ha. Giá của nó sẽ là 280 ngàn cho cây cưa lá hẹ. Mình chốt giúp em mã là cưa lá hẹ 280 và đây là giá khuyến mãi nha anh chị. Chứ cái nguyên giá hiện tại em đang bán niêm yết đó là 300 ngàn anh chị ha. Ở trên cái fanpage cũng như là trên Shopee thì em đang áp giá là 300 ngàn. Và riêng cái video ngày hôm nay, nếu mà anh chị mua trong ngày hôm nay và ngày mai thì giá của nó sẽ là 280 ngàn cho cây cưa này. Giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha anh chị. Nó là full mới như này luôn. Rất là lâu lắm rồi em mới về được cái loại cưa lá hẹ như này đó anh chị. Đa phần là em bán cưa lớn không à. Cưa lá hẹ thì lần trước là em có bán loại kia thì nó tầm khoảng 100 mấy thôi, 150 hay gì đó thôi, loại khác mà nó dài hơn nữa, nhưng mà cái lưỡi nó không phải là bằng thép không gỉ. Cái này nó đắt ở cái chỗ cái lưỡi này là bằng thép không gỉ cho nên nó đắt hơn cái loại cưa lần trước, nhưng mà cái độ bền cũng như cái chất lượng thì nó cao hơn anh chị ha. Em về được một vài cây cưa như này, 280 ngàn cho cây cưa lá hẹ. Tiếp theo là em sẽ có, hiện tại em đang có ba cái loại. Đây là đá mài dao anh chị ha.
À, hiện tại thì em đang có 3 loại này. À, đầu tiên là cái viên đá 1.000 này thì em cũng có giới thiệu trong những cái video cũng gần đây. À, viên đá 1.000 rất là phù hợp để anh chị chú bác mình sử dụng để mình mài dao kéo dùng trong gia đình hoặc là trong sản xuất. Thì cái viên này thì nó thương hiệu là King, hàng nội địa Nhật và cái mã của nó là K gạch 45. King, Made in Japan ở đây anh chị ha. Đó là cái độ nhám của nó là thăng 1.000. Đây. Thăng 1.000 ha và mình thích hợp để mình sử dụng trong gia đình. Kích thước của nó đây. King á, thì mình biết được là nó có hai cái loại, một là King sản xuất tại Nhật như là cái viên này, còn một loại nữa là King sản xuất tại Việt Nam. Thì lúc trước khi mà em mới bán đá mài á, thì khi mà giới thiệu cái viên đá King lên thì khách có nhiều chú bác anh chị thì cũng nghi ngờ là không có muốn mua cái loại đá mà sản xuất tại Việt Nam, chỉ muốn mua loại nội địa thôi, và em không có bán cái viên sản xuất tại Việt Nam. Hiện tại thì chưa không có bán loại đó anh chị ha, chỉ bán có hàng nội địa Nhật thôi. Và nó ghi mọi thứ, nó ghi dập đầy đủ hết ở trên bao bì cũng như là trên cái viên đá này anh chị ha. Đó, cái viên đá này là viên thăng 1.000 và nó có cái đế bằng nhựa sẵn cho mình này. Ở dưới cái đế này thì nó có cái hai cái miếng cao su ở đây để khi mà mình để xuống cái mặt phẳng á, rồi có nước nữa thì nó sẽ được chắc hơn, an toàn lao động cho mình hơn. Về kích thước của viên đá thì nó sẽ là 18 nhân với lại 5 nhân với lại 1,5. Đó, đấy là viên đá anh chị ha. Chỉ riêng về viên đá thôi. Viên này là viên 1.000 để mình mài bén cho dao kéo ở nhà mình, và cái viên 1.000 này là nó thông dụng nhất anh chị, nó thông dụng để mà mình mài dao. Giá của nó sẽ là 395.000, mình chốt giúp em mã là đá mài 1.000 ha, đá mài 1.000 395.000 cho viên này. Tiếp theo là em sẽ có một cái viên này, khách yêu cầu rất là nhiều cho nên là em có về được cái viên này, là cái viên đá hai mặt. Một mặt là thăng 220 và một mặt là thăng 1.000. Nếu như mà anh chị nào ở nhà mình đã có cái viên đá phá rồi thì mình mua cái viên 1.000 này thôi. Còn nếu như mà mình muốn mua để mà mình sử dụng luôn á, thì mình có thể mua cái viên này. Viên này thì nó tiện một cái là nó có hai mặt. Đó, một mặt đó là mình để mình mài ban đầu. Ví dụ như cái dao mình nó có bị mẻ hay gì đó, thì mình mài ban đầu bằng cái thăng 220. Rồi sau đó mình quay lại mình mài bén bằng 1.000 là mình có thể sử dụng cái dao của mình rồi. Là nó rất là tiện dụng anh chị ha. Mã của nó là HT gạch 64 và nó cũng là hàng của King, hàng nội địa Nhật luôn. Thương hiệu King anh chị ha. Made in Japan ở đây. Đây, người ta hướng dẫn một số cái mẹo để mình sử dụng. Và trước khi mình sử dụng thì mình ngâm cái viên đá này ở trong nước. Đó, cái này là đá mài nước anh chị ha. Nó sẽ có hai mặt. Đây là cái mặt 220 là màu xanh nè, và cái mặt 1.000 là nó cái màu xám như này. Nó sẽ là hai mặt như này anh chị ha. Rồi khi mình sử dụng thì mình gắn lên thôi, mình mà xài mặt nào thì mình gắn lên trên cái đế này. Đó, như vậy thôi. Rồi kích thước của cái phần đá mài thì nó sẽ được là 18.5 nhân với tổng đi, tổng là được 2.5 đó, nhân với 6.5 đây anh chị ha. Nó sẽ là như này và họ kèm cho mình một cái đế. Đó, viên đá king nào thì em thấy cũng kèm cái đế như này. Thì mình để lên. Đó. Viên này thì giá của nó sẽ là 815.000, mình chốt cho em mã là đá mài hai mặt nha. Đá mài hai mặt này thì khách hỏi rất là nhiều trước đây luôn, và em mới về hàng hôm qua thôi. Đá mài hai mặt của thương hiệu King, hàng nội địa Nhật. Một mặt là thăng 220 và một mặt là thăng 1.000. Rất là tiện cho mình xài ha, rất là phù hợp để mình sử dụng trong gia đình. Nha anh chị, đá mài hai mặt. À, tiếp theo là em có một cái viên đá nó rất là chuyên nghiệp luôn, và cái viên đá này thì độ nhám của nó ít gặp, nó là thăng 8.000 đó anh chị. Đây, độ nhám của nó là thăng 8.000 này. Viên này thì nếu mà sử dụng ở trong gia đình á, thì theo em tìm hiểu thì nó sẽ phù hợp khi mà mình làm chuyên nghiệp hơn, những cái đầu bếp chuyên nghiệp hoặc là mình dùng để mình sưu tầm dao kéo rồi đó thì mình mới xài cái này. Ví dụ như là cái cây kéo của Mimatsu này, mình muốn mài cho nó được cái độ bóng như gương, như là cái mặt này. Như là cái chỗ này thì mình phải sử dụng cái viên đá đến cái thăng này, cái thăng 8.000 này mình mới mài được cái độ bóng như là những cái sản phẩm mà
cao cấp như này anh chị ha. Còn nếu như mình mài cỡ khoảng 3.000, 6.000 thì là nó sẽ không bóng được bằng như vậy. À, thì là cái mục đích của cái viên đá này là nó mài bóng cái lớp cuối cùng, nó là cái đá finish đó, là cái phần lần cuối cùng là mình sẽ mài bằng cái viên đá này, để cho nó sẽ bóng lên và nó, mình đạt được cái độ bén cao hơn nữa, để phù hợp với những cái công việc của mình. Và đa phần những cái đầu bếp chuyên nghiệp, ví dụ như ở Nhật đó, thì người ta làm sashimi hay gì đó thì người ta cắt bằng những cái dao chuyên nghiệp, dao cao cấp luôn, thì người ta sử dụng những cái viên đá đến đến mức độ cao cấp như này. Một cái viên này thì giá của nó cũng khá là cao đó anh chị, nó là 2.100.000 cho một viên đá mài, nhưng mà bù lại thì nó sẽ có những cái công dụng cũng như là nó cao cấp để cho mình có thể mua, mình sưu tầm hoặc là mình sử dụng anh chị ha. Cái này là em chỉ có về được có 2 viên thử thôi, cũng có khách hỏi cho nên là mới về thử thôi anh chị, chứ lại nó không có quá thông dụng đâu. Thường là thông dụng là mình xài 1.000, 3.000 là thông dụng nhất rồi. Ở trên đây người ta ghi là super finish stone, tức là cái lớp mài cuối cùng để mà mình hoàn thành cái việc mài dao của mình, made in Japan ha, thăng 8.000 đó. Khi mà tìm hiểu là tại sao người ta làm đến cái đá mài mà nó độ nhám đến nó mịn cỡ như vậy để làm gì, là để ví dụ như những cái dao hoặc là cái kéo của mình đó, khi mà mình mài như vậy, mình mài được độ bén nhất định rồi, mình nhìn bên ngoài bằng mắt thường thì mình thấy nó rất là bóng bẩy, nó không có vấn đề gì hết, là bén rồi, mình xài nó rất là bén rồi đó anh chị. Nhưng mà thực tế khi mà đưa vào những cái kính phóng to lên thì ở trên cái lớp thép đó, nó vẫn còn một số cái dạng như là li ti hạt đó, thì từ những cái chỗ mà cái lõm, những cái lõm nhỏ nhỏ đó, khi mà mình sử dụng rồi có nước vô nữa thì mình không có biết được, mình cứ thấy là nó bóng rồi, nó sạch rồi, nó không có bám nước được, nhưng mà thực tế là nó bám nước vào trong những cái lỗ li ti đó, thì nó tạo nên việc là nó sẽ dễ bị gỉ, dễ bị xét cây dao của mình. Đó là đối với những cái anh chị mà người ta chuyên nghiệp, người ta xài những cái dao rất là xịn luôn, thì người ta kỹ tính tới độ đó anh chị. Với cả là nó sẽ đạt được cái, do là nó không còn những cái hạt li ti đó thì cái độ mà ma sát nó sẽ ít hơn, thì người ta cảm giác nó sẽ bén hơn so với khi mà mình không sử dụng cái viên đá này. Đó là trên cái thông số của cái nhà sản xuất, người ta ghi là tại sao người ta sản xuất cái những cái viên đá như thế này, nó độ mịn nó đến thăng 8.000 anh chị ha. Rồi, mang tính chất là tham khảo về lý thuyết thì em đọc được nó như vậy. Rồi size của nó sẽ được là 21 nhân với lại 7 nhân với 2 cm này. Nó cũng có cái đế luôn ha. Rất là xịn luôn, nhìn rất là xịn luôn, và nó là hàng nội địa Nhật của thương hiệu King. Mã của nó là G1. Đây. Thăng 8.000. Cũng là lần đầu tiên em cầm cái viên đá thăng 8.000 này lên. Trước giờ thì em chỉ cầm cao nhất là 6.000 thôi. Và 6.000 em cũng bán cũng lâu rồi, và đa phần là 1.000 là bán nhiều nhất, là anh chị mua nhiều nhất là cái thăng 1.000, và cái đá phá là khoảng 200-220 đến 300. Còn những viên này thì nó rất là đặc biệt anh chị ha, mình có thể mua tham khảo, hoặc là anh chị chú bác nào mà mình xài dao dạng xịn á, dạng mà cao cấp á, thì mình có thể mua thêm cái viên đá này. Rồi, giá của nó là 2.100, tức là 2.100.000 cho cái viên đá mài thăng 8.000 này, nó rất là mịn anh chị ha, 2.100.000 cho một viên đá mài lận đó anh chị. Có những cây dao mà mình mua giá 4-5 triệu là bình thường. Có một số cái thương hiệu dao mà hàng thủ công của Nhật á, giá nó cực kỳ cao luôn, cho nên là một cái viên đá tầm 2 triệu để phục vụ cho những cây dao đó thì nó cũng tương xứng anh chị ha. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái bộ này. Bộ này thì nó không có hộp nha, nhưng mà nó sẽ là bằng gốm và nó rất là dễ thương luôn. Một bộ gồm có 5 món như này đó. Cái này thì nó sẽ là bộ gia vị đó anh chị. Đây, cái này đựng giống như là đựng nước mắm, nước tương này, cái này là đựng tiêu này. Rồi, cái này là đựng gì đó, ớt hay gì, trong đây có cái muỗng anh chị ha. Rồi, cái này là dạng như đựng tâm hay sao đó anh chị. Nó sẽ gồm 5 món cho một bộ này. Hơi xa rồi. Đây, 5 món cho bộ này. Nó sẽ là bằng gốm anh chị ha, bằng gốm Nhật. Và cái truyện của nó đây, cái truyện dưới đáy từng món đều có cái truyện hết. Và cái truyện này thì khi mà em sạch tìm trên mạng thì người ta gọi cái men này gọi là men thiên mục. Men thiên mục có từ rất là xa xưa ở Nhật Bản cũng như là ở đời Đường của Trung Quốc, và cũng có du nhập sang Nhật Bản đó anh chị. Và riêng cái bộ này là cái bộ của Nhật Bản anh chị ha.
thì nó không có hợp đâu. Nhưng mà cái chuyện này là chuyện của Nhật đó, và cái đặc biệt của cái men thiên mục này thì nó sẽ là như này, men gốm thiên mục gì đó thì nó sẽ là như này anh chị ha. Rồi nó sẽ hạt hạt như này, hoặc là dạng như là lông thỏ, hoặc là hình giọt nước nữa, thì có rất là nhiều. Và nó sẽ là người ta có cả những cái triển lãm về cái loại gốm, loại men này luôn đó anh chị. Rất là có tiếng ở Nhật Bản anh chị ha. Nhưng mà thông thường á thì người ta sẽ mua những cái bộ men thì hoặc là bộ đồ gốm á, thì là những cái bộ bình trà, ấm trà, hay là những cái đĩa đổ để đưa trưng bày ở trên phòng khách thôi. Còn cái bộ gia vị như này thì mình ít gặp, kể cả như vậy cho nên là em sẽ bán cái giá rất là mềm để mình sử dụng thôi anh chị ha, hoặc là mình sưu tầm cũng được thôi. Nó không có cái hộp cho nên là anh chị nào mình thích á thì mình có thể mua ha. Nó sẽ gồm có 5 món như này, gồm có hai cái bình này, cái bình làm cũng rất là dễ thương nha. Size của nó sẽ được là size của cái bình là được 9 này, nhân với lại bộ nhân với 5, cái miệng là 5 này, nhân với cái đáy là được 6.5. Hai cái bình như nhau ha. Ở trên đây người ta vẽ vàng này. Đó, rất là xịn nha anh chị. Vẽ vàng ha. Với bên trong coi. Bên trong là như này. Đó, nó y chang như bên ngoài luôn. Rồi, xong rồi tới cái chỗ đựng tiêu. Đựng tiêu thì ở trên đây nó có ba cái chỗ để mình rắc tiêu này, và khi mà mình muốn đổ tiêu vô thì ở dưới đáy nó có cái nắp, nó cũng khoảng là 9 nhân với lại 4.5, khá là đẹp anh chị ha. Hoa văn cũng đẹp, một cái chung nhỏ nhỏ này để mình đựng này kia thì nó là 4 nhân với lại 5. Rồi cái này thì kích thước của cái phần nhỏ nhỏ để cái chậu này thì nó sẽ được là 5.5 nhân với lại 5. Đó. Như này anh chị ha, có cái muỗng ở trong đây luôn. 5 món này giá của nó sẽ là 750 ngàn. Giá mình mua để sử dụng sưu tầm thì anh chị ha, 750 ngàn, bộ gia vị 5 món. Mình chốt với em ha, cái này nó không có cái hộp đâu. Nhưng mà khi em gửi thì em sẽ cố gắng gói thật là kỹ cho anh chị. Anh chị yên tâm ha, 5 món. Rồi, 750 ngàn, cái bộ gia vị giùm em ha. Tiếp theo là em sẽ có hai cái set khăn này. Em có hai set y chang như nhau anh chị ha. Giới thiệu với anh chị là cái này á, là hôm trước em có bán một lần mà em không có biết được là cái thương hiệu này nó vip như vậy luôn đó anh chị. Này. Cái kích thước của nó đây anh chị ha. Đồ này có kích thước nè. Dạng như á, là khăn để mà mình tặng nhau. Đây, hộp gỗ luôn, rất là xịn anh chị ha. Made in Japan. Nó có cái Made in Japan nè, và bên trong này nó có tới hai cái khăn, một khăn bên này, một khăn bên này. Và kích thước của cái khăn này nó sẽ là 33 nhân với 80 cm, và nó nhân 2, 33 nhân 80 cm anh chị ha. Là khăn cũng khá là phù hợp, là khăn tắm và người ta làm như một set quà tặng như này đó. Made in Japan, nhập ở đây anh chị ha. Cái khăn này cái thương hiệu của nó sẽ là cái hiệu này, hiệu Imabiri, Imabiri của Nhật Bản ha. Hôm trước em có bán được hai lần của cái thương hiệu này, nhưng mà kiểu như là không có thời gian để tìm hiểu xem cái thương hiệu nó như thế nào, nên chỉ bán cái khăn cho anh chị thôi. Và hôm nay thì em ngồi em mới search ra thử cái Imabiri này nó là cái khăn nó nổi tiếng hay là như thế nào. Thì cái giá trị của cái khăn này nó cực kỳ cao luôn đó anh chị. Ở trên eBay là một cái khăn tầm khoảng 1 mét của nó thôi là giá tầm khoảng là 255 đô cho một cái khăn của thương hiệu này. Tại vì cái khăn Imabiri này là nó chiếm 60% ở Nhật là người ta bán cái loại khăn của thương hiệu này anh chị ha. Nó là một cái xuất xứ của nó là từ vùng Shikoku của Nhật Bản. Và cái lịch sử của nó là ngày xưa cái vùng Shikoku này nó có 88 ngôi đền. Thì người dân ở cả nước cũng như là ở nước ngoài đó, người ta mới đến để người ta viếng những cái ngôi đền đó. Và với cái lòng hiếu khách thì cái người dân ở khu vực này người ta sẽ tặng nước, tặng thức ăn cũng như là tặng những cái khăn như này cho những cái người mà người ta hành hương đó đó. Thì từ từ nó tạo nên một cái nét truyền thống và những cái cơ sở sản xuất ở đó, người ta mới tạo nên thành một cái cụm người ta sản xuất khăn để mà rồi sau này người ta mới bán ra thị trường và họ làm được cái chất lượng cao, cho nên là nó nổi tiếng. Và nước Nhật thì người ta đa phần sử dụng cái khăn này, và những cái dịp đặc biệt người ta cũng tặng nhau những cái loại khăn này anh chị ha, thể hiện được cái lòng mến khách của người ta
Ở những cái đám cưới ở Nhật thì em thấy người ta ghi là người ta cũng tặng nhau những cái khăn này, hoặc là gia chủ họ sẽ tặng những cái khăn kiểu như này, những cái hộp khăn cao cấp như này cho những cái người khách đến dự tiệc cưới của gia đình người ta, vân vân. Nói chung là cái định hướng của người ta là ngoài sản xuất khăn để sử dụng thì người ta cũng sản xuất làm những cái món quà tặng cao cấp cho nhau nữa. Cái này thì nó full cái hộp gỗ như này anh chị ha, em có được hai hộp gỗ. Cái này thì về khăn loại này, thương hiệu này, hai hộp gỗ như này anh chị ha. Để coi cái hộp này khăn bên trong màu gì. Đó, nó y chang luôn nha anh chị. Nó cũng y như vậy luôn này, cũng là 33 nhân với 80 đó. Made in Japan ha. Hai cái hộp gỗ như này, anh chị có thể mua mình làm quà tặng cũng được, hoặc là mình mua sử dụng. Đó, khăn này thì nó được giới thiệu ở trên những cái website đó là 100% cotton và độ thấm hút nước rất là tốt, và trước khi xuất xưởng thì người ta sẽ có những cái bài test cho những cái chiếc khăn này, mà một trong những cái bài test mà đặc trưng nhất đó là người ta sẽ ngâm xuống dưới cái nước á, và trong khoảng 5 giây là nó phải thấm hết, nó phải thấm, phải chìm được cái khăn xuống thì người ta mới xuất xưởng được cái khăn của thương hiệu này. Nó rất là lịch sử của nó rất là hay anh chị ha. Rồi cái này á, thì giá của nó sẽ là 750 ngàn cho cái khăn hộp gỗ nha. Một cái hộp là hai khăn 33 nhân với 80 hay gì đó cm chị ha, 750 ngàn. Và cái loại hộp gỗ này thì em có hai hộp đó, anh chị có thể chốt giùm em cái loại hộp gỗ này anh chị ha. Rồi ngoài ra cũng là cái thương hiệu này luôn thì em sẽ có một cái loại hộp bằng giấy như này. Nó cũng rất là xịn này, hộp bằng giấy. Khăn này thì một cái màu xanh và một cái thì nó màu như này, một màu xanh và một màu này. Đó là cái thương hiệu của nó này. Đó, cái hiệu của nó là cái hình này nè anh chị ha, một cái nét đặc trưng của Nhật Bản luôn. Và cái khăn này người ta sẽ nổi tiếng ở khắp thế giới luôn. 100% là cô tông này. Cái này thì nó không có ghi kích thước anh chị, em xem ở đây có ghi kích thước không, tại vì khi mà mình tháo ra thì nó sẽ không có xếp là đẹp như vậy nữa. Thì em sẽ báo kích thước nó tầm khoảng 80 ha, nó tương đương với cái khăn kia nhưng mà có thể là nó sẽ to hơn chút xíu đó, nhưng mà em sẽ báo là khoảng từ 33 nhân 80 luôn anh chị ha. Đó, hai cái khăn này, cái này bộ này mình cũng có thể làm quà tặng được nè, hoặc là các anh các chị mà mình thường hay đi công tác hay gì đó mình mang những cái khăn này thì nó rất là tiện ha, xài nó để mình sử dụng thôi cũng là rất là ok rồi. Và giá nó cũng rất là mềm so với cái chất lượng mà mình nhận được. Giá của cái set này, cái hộp giấy này thì nó là 680 ngàn. Mình chốt với em mã là khăn Nhật M21 đi. Khăn Nhật M21 là cái mã của nó ha, 680 ngàn. Và cái bộ hộp giấy này thì em chỉ có một bộ thôi, 680 ngàn cho cái hộp giấy này anh chị ha. Anh chị nào mình mua tặng thì mình có thể lấy hộp gỗ, còn mình mua sử dụng thôi, hoặc là mình tặng vẫn lấy cái hộp giấy này được. Rồi, cũng là thương hiệu này luôn, cũng là Imabiri, khăn của Nhật luôn. Thì em sẽ có 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5 cái khăn nhỏ, size nhỏ như này, 5 cái. Như là trong đây nó có một cái màu trắng, còn lại là nó sẽ màu xanh. Cái này mình mua sử dụng anh chị ha, ở bên trong nó sẽ là như này nè anh chị. Nó dạng cũng là quà tặng luôn đó, mình tặng đồng nghiệp hay là bạn bè gì đó cũng rất ok ha. Ở đây người ta ghi là 100% cotton và cái size của nó là 34 nhân với 36, là nó tương đối vuông vuông á, mình sử dụng làm khăn mặt cũng là ok này. Đó, 34 nhân với 36, thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản. Rồi một cái này. Đó. Khăn này thì để em coi coi, những cái màu này thì nó tương tự như nhau anh chị ha, kiểu như nó hoa văn nó hơi hơi khác khác chút xíu vậy thôi, nhưng mà mình kiểu như ngẫu nhiên nha anh chị. Đó, một cái nè, hai cái này thì nó màu trắng nè, màu trắng thì nó chỉ được một cái thôi, anh chị nào mình thích xài màu trắng thì mình có thể chốt cái màu trắng giùm em ha. Rồi, còn lại thì nó là hoa văn ở đây đó. Nó cũng là màu trắng với màu xanh là chủ đạo. Cái nào cũng đẹp hết anh chị, và dạng người ta làm quà tặng như này. Rồi, bốn cái hoa văn như này ha. Và có một cái màu trắng, cái này cũng là màu trắng luôn. Đó, cái này màu trắng luôn, nhưng mà cái size nó sẽ hơi to hơn chút xíu, nhưng mà em sẽ bán cùng giá luôn để cho anh chị dễ mua ha. Có hai cái màu trắng và bốn cái màu hoa văn thì giá của nó sẽ là 220 ngàn một cái. Mình chốt giúp em mã là khăn Nhật 36, giá 220 ngàn một cái anh chị nha.
giá rất là mềm so với cái chất lượng cũng như là cái giá trị thật của những cái chiếc khăn này nha anh chị. Những cái thương hiệu này cái giá trị nó quá cao luôn. Đó, toàn là em bán giá để mà anh chị mình mua sử dụng thôi đó, chứ không có bán theo thương hiệu gì hết. Em chỉ giới thiệu để anh chị mình biết được là cái khăn đó nó giá trị như thế nào thôi. Chứ thật ra nếu mình bán 4-5 triệu một cái khăn thì dĩ nhiên là ở đây mình không thể bán được rồi nha anh chị. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái nồi, một cái nồi nhỏ xíu luôn, rất là dễ thương, hàng của Nhật Bản này. Cái hiệu của nó, cái mã của nó là T088, còn cái hiệu thì người ta ghi là Plalet gì nè anh chị. Nó là dạng cái nồi giống như là cái nồi đất của mình nha, giống như cái nồi dưỡng sinh mà mình hay mua ở đây á. Đây, nhỏ xíu à. Cái này các anh chị dùng để mình kho cá kho thịt gì là rất là ngon này. Đây đó, người ta sẽ làm những cái món ăn như này. Rồi trong đây là giới thiệu về sản phẩm, về thương hiệu thôi. Nó sẽ là gồm có một cái nồi, một cái nắp bằng silicon. Đây, nắp này là nắp bằng silicon ha, và cái nắp thủy tinh, nội địa Nhật rất là dày luôn. Đó, khi mà mình sử dụng để kho nấu á, thì mình sử dụng cái nắp này, và khi mà mình sử dụng để mình bảo quản á, thì mình xài cái nắp silicon này. Đó. Cái này thì mình nó chịu nhiệt được là cái loại ở dưới này nè, nó sẽ chịu nhiệt được đâu rồi. Cái loại này cái phần dưới này mình nấu được trên bếp á, cho nên là nó chịu nhiệt độ rất là cao. Made in Japan, người ta dập ở dưới này luôn nè, cái đáy rất là đẹp ha. Đó. Rồi cái nắp này thì nó chịu được 120 độ C, nắp nắp thủy tinh hàng nội địa Nhật. Lưu ý là khi mà anh chị nấu đồ đó thì mình phải lưu ý nhớ cái nắp này, để thôi là nó bị xảy ra cháy anh chị ha. Nắp này bằng silicon thôi, mình để mình bảo quản thôi. Còn khi mình nấu mình chỉ xài nắp này nè, nó nhỏ xíu à, gọn lắm. Nếu mà anh chị nào thích những cái món nhỏ nhỏ như này thì mình chốt cái nồi này nha. Để kho cá kho thịt là rất là ngon luôn này. Size của nó sẽ được là 15.5 nhân với lại 6.5. Cái đáy rất là đẹp ha. Cán nó sẽ là như này, nó cũng bằng cái chất liệu dạng như gốm nung như vậy luôn. Đó, nắp thủy tinh. Cái nắp rất là dày, rất là nặng tay. Cái nồi này thì giá của nó sẽ là 300 ngàn thôi. Mình chốt với em ảnh là nồi gốm nâu giá 300. Dạng size mini nha anh chị, không phải size lớn đâu. Nếu mà nhà mình ít ít người thì mình có thể xài cái này, hoặc là anh chị thấy nó dễ thương để mình dùng để mình kho nấu rồi đó thì mình xài cái này ha. Còn nhà mình đông người thì cái này nó nhỏ xíu à, không có nấu được nhiều đâu. Size của nó là nhỏ xíu vậy đó, mà nó full hộp hàng nội địa Nhật luôn. Rồi tiếp theo là em giới thiệu cái bộ nồi này, European luôn nè, nó làm theo phong cách của châu Âu ha. Bộ này thì nó full hộp, chất liệu của nó là stainless steel, thép không gỉ, hàng nội địa Nhật nha anh chị, nhưng mà làm theo phong cách châu Âu. Đó. Size của nó là 18 cm này, nguyên hộp như này luôn, mình có thể là mua quà tặng được. Bộ nồi mini. Đây. Bộ nồi này thì nó sẽ gồm có là một cái nồi bằng thép không gỉ vân búa luôn đó anh chị. Trời ơi, xuất sắc. Nó thép không gỉ ha và vân búa luôn nè, cái đáy đây. Rồi cái cán thì người ta mạ đồng, nhìn rất là đẹp theo phong cách châu Âu mà. Rồi, đây là cái tác của nó đây. Dung tích của nó được 2 lít. Đó, và cái độ dày của nó sẽ được là 0.5 mm. Đó. Nắp thì nắp bằng thép tinh, này là dính bụi nha anh chị, chứ bên ngoài nó mới tinh nè, nó không có vấn đề gì đâu. Rồi và cả một cái quánh, quánh thì nó sẽ không có nắp nha anh chị. Cái quánh này thì dùng để mình nấu, ở trên đây người ta dùng để nấu sữa đâu này, hoặc là mình nấu sữa hay là rót dầu gì cũng được anh chị ha. Cái bộ này thì người ta dùng để nấu đồ ăn sáng trên cái bàn ăn nè, cũng rất là tiện ha. Như gia đình mình sáng mình hay làm đồ ăn sáng cho gia đình thì mình có những cái bộ này mình bày biện lên thì nó cũng khá là hay, cũng rất là sang trọng cho cái bàn ăn. Về kích thước của cái quánh thì em đo được là 12 nhân với lại 7.5. Nó cán thì nó bằng đồng như này, màu vàng đồng ha, và nó có hai cái miệng để mình rót. Lưu ý là cái quánh thì nó sẽ không có cái nắp nha anh chị. Cái quánh thì không có nắp. Rồi cái nồi thì size của nó sẽ được là 17 này. Em đo được là cái đường kính miệng là 17 nhân với lại 9.5. Đó, cái đáy nó sẽ là như này đây.
rất là đẹp luôn, làm cái kiểu nhìn nó rất là dễ thương. Rồi kèm cho mình thêm một cái muỗng để mình múc nữa. À, bộ này giá của nó sẽ là 950 ngàn. Mình chốt giúp em mã là bộ nồi mini. Bộ nồi mini giá 950. Đó, rất là mini luôn anh chị ha. Rồi, rất là dễ thương. Bộ nồi mini 950 nhưng mà lại là hàng nội địa Nhật ha, và làm theo phong cách của châu Âu. Tiếp theo, là em có một cái bình để ở trên đây người ta ghi là dùng để mình đi dã ngoại du lịch tích tích rồi đó, mình muốn xài cái gì cũng được. Nó là thương hiệu Diamond và Made in Japan ha, full hộp như này. Dung tích của nó sẽ là 3 lít mốt và cái mã nó là CD gạch 30K. Đây, đó là dạng chủ nhiệt đó anh chị. Kansai Outdoor, tức là dùng để đi dã ngoại đồ bên ngoài ha. Made in Japan người ta dập ở trên này đây. Cái này thì dùng trong ứng dụng trong là đi biển nè, đi câu cá hay là đi săn hay là mình đi picnic trekking vân vân, nói chung là để mình mang theo đó anh chị, nó rất là tiện luôn. Nó là dạng giữ nhiệt, nắp nó sẽ là như này. Đây là cái ròn của nó đây, giữ đá anh chị ha, giống như dạng bình đá vậy đó, giữ đá. Đó, mình xách bằng này, còn không thì mình để đá vô đây hoặc là để những cái thức ăn thức uống đồ vô đây, rồi khi mình uống thì mình rót ra thôi. Cái này chuyên dụng là một cái ly cũng được để rót ra. Cái thiết kế của nó khá là đẹp mà màu sắc cũng rất đẹp luôn. Về kích thước thì đường kính miệng của nó sẽ tầm khoảng được 18 này, chiều cao lên là được 20. Hàng nội địa Nhật anh chị ha. Nó cũng khá là hay, dùng để các anh chị nào mà mình hay đi du lịch picnic hay là hoặc là ở nhà mình cũng được, mình làm một 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 cái vậy thì mình giữ lạnh thôi, giữ nhiệt nước uống đồ thôi thì cũng rất là hay rồi. Cái đáy coi, Made in Japan đồ người ta dập ở dưới đáy này hết luôn anh chị ha. Rồi, cái chất liệu của nó thì là bằng nhựa. Ở bên cái phần màu này nè, cái màu này thì nó có ớp một cái lớp là giống như là bằng kim loại vậy đó, anh chị thấy nè, nó là kim loại ha, để lâu thì nó hơi hơi có một hai ba cái vết này không đáng kể đâu, nó là kim loại. Cái dòng này kim loại, còn cái màu đỏ này sẽ bằng nhựa. Về cái giá của nó sẽ là 580 ngàn. Mình chốt giúp em mã là bình dã ngoại 580. Lưu ý là nó dạng cái bình giữ nhiệt bình thường thôi, chứ nó không cái lõi bên trong á thì nó giống như là cái bình đá của mình ở nhà vậy đó, chứ nó không phải là bằng thép không gỉ gì hết anh chị ha, chứ không phải là loại như thép không gỉ như Tiger rồi, không phải. Cái này nó là dạng như bình đá thôi, nhưng mà cái miệng nó nhỏ nha. Lưu ý là nếu mà chị nào mình sử dụng đúng mục đích đó, mình thấy nó ok thì mình hả lấy ha, tại vì cái miệng của nó sẽ không có quá to, không có mở bự ra được đâu, nó chỉ mở bằng cái đường cái miệng nhỏ lúc nãy thôi đó. Nhưng mà rất là đẹp luôn, thiết kế rất là đẹp, rất là hay ha. Rồi em có một cái sản phẩm này cũng hay nữa nè, nó là Memory. Nó là một cái bộ ba món như này, một bộ ba cái thố như này bằng thép không gỉ ha. Mã của nó là SD84 gạch Y33. Bộ này thì mình có thể dùng để nấu hoặc là mình có thể dùng để mình đựng đồ cũng được luôn. Nó là full mới và hàng nội địa Nhật, nó trong hộp như này. Đây, bộ này nó cũng khá là hay đó anh chị. Nó sẽ gồm có 1, 2, 3 món, 3 cái thố. Một cái thố ở ngoài á thì nó sẽ có cái cán bằng gỗ như này cho mình này, thố ở ngoài. Và cái ở ngoài lớn nhất thì nó sẽ được là 2 lít luôn, 2000cc đây nè, được 2 lít dung tích nha. Còn cái bộ thứ hai, cái thứ hai thì người ta không có ghi dung tích rồi. Và cái thứ ba cũng không có ghi luôn. À, về kích thước đi, kích thước của nó sẽ được là cái to nhất á, thì sẽ được đường kính của nó là 19.5 nhân với chiều cao là được 12. Rồi cái dừa là cái này là 17.5 nhân với lại 10. Rồi cái nhỏ nhất là được 14 nhân với 8. Cái bộ này thì nó mỏng anh chị, độ dày nó không có phải như là những cái nồi đâu nha, nó dạng là cái thố thôi cho nên là nó mỏng chứ nó không dày ha, và chất liệu của nó bằng thép không gỉ. Có một điều đặc biệt là ở trên cái nắp của nó sẽ có tích hợp như thế này,
nó sẽ có là ở đây người ta ghi là man, nghe những cái thứ này bằng tiếng Anh này, rồi những cái ngày 1 2 3 4 5 6 cho đến 31 trong ngày. Thì người ta ghi á, ở đây nó có một cái đồ màu xanh này để mình kéo tới kéo lui trong cái dòng này nè. Khi mà mình để đồ ở trong khi mà mình để đồ ở trong cái tủ lạnh á, ví dụ như mình để một thố thịt hay gì đó, thì mình đánh dấu là cái hôm đó mình để là ngày chính đi, thì khi mình sử dụng dần 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 thì tới khi mà mình ngày 31 mình lấy ra thì mình thấy cái thố thịt này mình để từ ngày chính rồi thì nó quá hạn sử dụng gì đó, vân vân, để mình ghi nhớ anh chị ha. Và nó nằm gọi là cái memory đó, là mình ghi nhớ xem đánh dấu, thay vì nếu mà không có những cái này thì mình phải ghi những cái ngày đồ đó lên trên cái thức ăn. Thì người ta thiết kế cho mình cái này. Bộ này cũng khá là hay anh chị ha. Gồm có ba cái nắp nhựa như vậy luôn, ba bộ thố như này. Mỏng nha anh chị, nó không dày. Và riêng cái bự này thì nó có cái cán thôi, còn cái nhỏ, hai cái nhỏ và cái vừa này thì nó chỉ có cái như này thôi. Nó không có cái cán anh chị ha. Rồi, 1 2. Đó, ba món như này. Cái set này giá của nó sẽ cũng là 580.000 luôn. Mình chốt giúp em mã là bộ thố ba món. Nó bằng thép không gỉ ha, bộ thố ba món 580. Cũng khá là ít gặp anh chị ha, nó cũng hay hay, nhưng mà lưu ý là nó mỏng chứ nó không dày đâu anh chị, nó mỏng nha, mình đừng trông đợi vào nó dày. Độ mỏng là dạng thố thôi chứ không phải là dạng nồi đâu, nó không có dày hơn được. Rồi tiếp theo, em sẽ có một cái chiếc bình thủy điện. Bình thủy điện này là hôm trước có nhiều khách hỏi lắm nè, nhưng mà có một cái anh khách đó, anh hỏi, anh chốt xong rồi em gửi đi, tại vì anh ở Cần Thơ á, cho nên là em không có yêu cầu chuyển khoản trước, thì sau đó thì anh không nhận luôn. Ở bình thủy hay gì đó anh chị, rồi cuối cùng là em cũng bị tồn cái bình thủy này. Rồi em giới thiệu lại nha, anh chị nào mình cần thì mình có thể mua giúp em anh chị ha. Thương hiệu của nó sẽ là Zojirushi. Nó full hộp mới như này nha anh chị. Cái bình thủy hôm qua em bán đó là cái bình thủy không có nghiêm điện, tức là mình phải đổ nước vô. Còn bình thủy này thì mình đổ nước vô rồi mình nghiêm điện vô thì nó nóng thôi, mình không có cần phải nấu trước bằng cái ấm bên ngoài. Còn cái kia là mình phải nấu bằng ấm bên ngoài trước rồi sau đó mình mới đổ nước vô. Đây anh chị ha. Và dây điện là còn full luôn ở trong hộp nha. Mình ghim điện ở phía sau đây này. Đó, mình ghim điện và sử dụng điện 110. Sử dụng điện 110, công suất là 750W anh chị ha. Và cái dung tích của nó sẽ được là 2 lít 2. Đây, 2 lít 2 đây nè. Đó. Thương hiệu là Zojirushi và là mới 100%, chưa có qua sử dụng gì hết luôn. Không có lỗi lầm chỗ nào hết luôn. Đó, nó sẽ là như này. Mình rót nước chỗ này anh chị ha. Đây. À, khi mà mình bơm nước thì mình nhấn như này. Rồi, ghim điện vô thôi. Rồi cái nắp nó sẽ như này. Bên trong là có những cái cuốn hướng dẫn sử dụng về cái đây dây điện của nó đây. Dây điện là full mới chưa sử dụng anh chị ha. Nó là kèm theo của nó luôn. Lâu lắm rồi em có bán một cái bình thủy mà em phải mua cái sợi dây điện khác, nó mất dây anh chị. Nhưng mà cái này thì là dây của nó luôn anh chị ha, dây zin luôn. Bên trong của nó đây, mới tinh tươm ha. Và một cái chiếc như này, với cái size này thì nếu mà chị mua mới ở những cái website của hãng luôn, ở Việt Nam mình có bán Zojirushi, họ có bán một cái website của Việt Nam chị ha, thì giá của nó là khoảng 45 triệu nha, tùy mẫu nha, mẫu tương đương như vậy thì khoảng 45 triệu. Rồi, riêng cái này thì em bán cho mình với giá là 1850. Mình chốt giúp em mã là bình thủy điện nha. Về kích thước chứ, về chiều cao lên thì nó sẽ được là 28, đường kính là khoảng 17.5 đó anh chị. Nó rất là vừa xài ha. Dung tích là 2 lít 2. Nó y chang như cái bình hôm qua thôi, nhưng mà cái này xài điện, mình đổ nước lạnh vô rồi mình ghim điện mình nấu. Còn cái kia hôm qua thì mình phải nấu sẵn trước rồi mình mới đổ vô đây rồi mình xài. Giá của nó là 1850. Mình chốt cho em mã là bình thủy điện nha anh chị, 1850. Rồi tiếp theo là em sẽ có một cái bình thủy, một cái set bình thủy và cái bình đá này. Lần này em về cũng khá là nhiều cái này ha. Thương hiệu là cái con công. Con công này thì cái tên của nó rất là nổi tiếng luôn. Mà cái tên gì đây ta, cái tên để em hỏi bên trong nó sẽ có ghi.
Nó sẽ là Kuji Kuzaku đấy, thương hiệu công công ha. Rồi nó sẽ gồm có một cái bình thủy và một cái bình đá nha. Cái bộ này nó khác hơn so với những cái bộ hỏng dài, cái mẫu nó nhìn nó khác hơn một chút. Còn cái về cái thiết kế thì nó tương đương thôi, chỉ cái màu sắc, hay là tại vì mỗi hãng người ta sẽ làm những cái màu sắc hay là những cái nhấn nhá chỗ này chỗ kia. Đa phần là nó sẽ là một cái bình thủy nhỏ nhỏ và cùng với một cái bình đá như này. Trời ơi, xuất sắc, cái màu này đẹp lắm nha anh chị, màu này rất là sang luôn. Đây, đẹp lắm. Bộ này sẽ gồm hai món, là gồm một cái bình thủy và một cái bình đá này. Dung tích của cái bình thủy là được 1 lít. Đó, dung tích 1 lít anh chị ha. Cái bình đá là dung tích nó được là 1,6 lít. Đây, lưu ý là những cái bình mà dạng bình thủy mà dạng nó kiểu như thời trang như này anh chị, thì cái độ giữ nhiệt của nó sẽ không bằng những cái bình thủy mà anh chị mua mà nó không có những cái vòi hay là gì đâu. Nó sẽ không bằng anh chị ha. Ví dụ như mình dùng để mình pha trà, pha cà phê gì đó, mình để khoảng 24 tiếng hoặc là ít hơn thì cái độ nóng nó sẽ giữ được. Còn nếu mà anh chị để lâu hơn nữa thì chắc chắn là nó không giữ được nóng như những cái bình mà nó kín mít 100% luôn. Những cái loại này thì mình để mình sử dụng trong ngày hay là qua ngày gì thôi. Bởi vậy cho nên là người ta thường là sẽ làm cái dung tích nó ít thôi, nó nhỏ chứ nó không có làm dung tích quá cao quá nhiều để mà mình đựng nhiều nước, mình để lâu ngày anh chị ha. Độ giữ nhiệt của nó sẽ là còn được 51 độ C sau 24 giờ và khoảng 68 độ C sau 10 giờ. Tức là anh chị giữ hơi nước qua đêm, trong đêm mình dùng để pha sữa hay là pha trà gì đó là ok. Những cái bình kiểu này và nó cũng rất là thời trang ha. Size của nó sẽ được là 27 và đường kính của nó sẽ là đường kính đo tổng thể luôn là được khoảng 11. Rồi cái nắp của nó sẽ như này đây. Đây cái thủy bên trong nè, rất là xịn nha anh chị. Lưu ý là nếu mà anh chị nào mà cần mà nó giữ 100% như những cái bình mà thật ra cũng không có cái bình nào mà 100% hết á, nhưng mà cái độ giữ nó cao hơn thì mình lưu ý là mình chọn những cái bình khác giúp em ha. Còn những cái bình này thì nó không có giữ được nhiều như là anh chị mong đợi đâu. Đó, thứ nhất là nó thời trang, thứ hai là cái độ giữ nhiệt em có báo trên đây ha, là khoảng 68 độ sau 10 tiếng. Rất là đẹp luôn, cái bình này rất là nặng tay này. Bên ngoài người ta cũng ốp một cái lớp mà kim loại mỏng thôi anh chị. Made in Japan đồ người ta dập ở dưới đáy ha. Rồi cái bình đá cũng rất là xinh luôn. Size là nó 1,6 lít. Về cái kích thước của nó thì nó sẽ là 15 nhân với 14.5, 15 nhân 14.5. Bên trong đây có kèm cho mình một cái độ gấp luôn. Bình đá thì cái nào cũng giống cái nào thôi, nhưng mà chỉ là bên ngoài của nó sẽ đẹp hơn, nó như gương luôn anh chị ha, rất là bóng bẩy đẹp và không có một cái lỗi phải gì hết luôn. Giá của nó sẽ là 1350, mình chốt giúp em mã là bộ bình thủy số 2, giá 1350 ha anh chị. Lưu ý là những cái món hàng gia dụng như này á thì em sẽ không có bao ship nha anh chị, phí ship nó khá là cao á, tại vì nó cồng kềnh á, cho nên là khi mà anh chị chốt á, thì mình lưu ý nếu mà mình chấp nhận được cái phí ship nó cao, nó tầm khoảng 50-60 ngàn nếu mà những cái món hàng này á, tại vì em gói lên nó rất là to luôn, chống bể vỡ đó, cho nên là phí ship nó hơi cao. Rồi tiếp theo thì full hộp mới luôn, anh chị mua làm quà tặng được luôn. Rồi cuối cùng trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu một cái chảo bằng sắt. Cái chảo này thì thật sự là em có giới thiệu một lần rồi, chảo bằng gang sắt của Nhật Bản nha, và rất là hiếm gặp luôn anh chị, không phải là mình hay gặp đâu, mình cực kỳ hiếm gặp luôn. Thậm chí các anh chị mua đồ mà hàng bãi á, thì mình sẽ gặp những cái mà nó mỏng hơn. Còn cái loại gì mà nó dày mà nó siêu nặng như này thì ít gặp lắm. Và nó nặng một cái hộp như này thì khoảng tầm 4 kg, 4 kg hơn anh chị, rất là nặng luôn ha. Nồi gan hay là nồi sắt, chảo sắt, chảo gan của Nhật thì anh chị chú bác mình rất là hay tìm mua. Thứ nhất là nó là cái sở thích nữa, thứ hai nữa là nó rất là tốt cho sức khỏe ha. Xài những cái loại mà gan sắt như này nè, mà là dạng hàng cao cấp nha, hàng cao cấp như này á, thì mình sẽ
tốt cho sức khỏe ở cái là khi mình nấu ăn á, thì những cái sắt mà tốt cho sức khỏe như này á, thì nó sẽ thấm vào trong cái thức ăn của mình, bổ sung chất sắt. Nha anh chị, ở trên thông số người ta ghi là tại sao mà mình nên sử dụng cái nồi sắt, nồi gang, hàng cao cấp, hàng của Nhật Bản thì nó cao cấp rồi, hoặc là một số nước khác, nhưng mà nó ngoại trừ những cái hàng trôi nổi này kia thì những cái tạp chất ở bên trong đó, nó sẽ thấm ngược vào trong thức ăn ha. Còn những cái loại mà như này thì nó sẽ không có được bị cái tạp chất, nhưng mà nó lại cung cấp thêm những cái chất sắt này kia cho khi mà mình sử dụng những cái nồi này đó, và nó giữ nguyên được hương vị của thức ăn, vân vân. Đây, nguyên một bộ sưu tập của nó sẽ gồm như này nè. Và cái bộ này, cái cuốn tác này cũng khá là dễ thương, người ta minh họa những cái hình, cái ông này ông đang chế tác những cái món đồ nè, cực kỳ dễ thương luôn ha. Nó là hàng nội địa Nhật, toàn là tiếng Nhật thôi. Này, cái tác Nhật của nó. Size của nó sẽ được là 27.5 nhân với lại rất là nặng luôn. Nhân với lại 6 này, cái đáy nó như này nè anh chị. Cái này thì dường như là người ta đã có nấu thử hay sao đó anh chị, nhưng mà nó còn full hộp, full mới nha. Ở dưới này nó có một cái đớp giống như là lửa này, lửa mình ta nấu mình thấy á. Còn trên đây á là đó, anh chị nhìn cái độ mà đây anh chị ha, nếu mình chị nào mình chấp nhận thì mình có thể chốt giùm em, dạng như có thể là người ta đã nấu thử rồi, nấu dạng nấu thử trưng bày đó, rất là nặng luôn, cái độ dày nó cực kỳ dày luôn, nó dày tầm khoảng được hơn 5 mm luôn đó anh chị, dày lắm, và nó nặng 4 kg lận, khi mà em gói lên nữa thì nó tầm khoảng 5-6 kg luôn, rất là nặng ha. Cái chảo này giá của nó là 1250 và cũng lâu lắm rồi, em bán cũng hơn cũng hơi 2 năm rồi mà em lần đầu tiên gặp được cái chảo gang như này luôn đó anh chị, nó không phải là hàng dễ gặp anh chị ha, chảo gang 1250 giùm em. Đó. Cái chảo này cũng đã kết thúc cái video ngày hôm nay. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái món hàng trong video này, và hẹn gặp lại cả nhà vào những cái video tiếp theo. Em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa, và có thể là thứ video tiếp tục đây nữa thì em sẽ giới thiệu thêm vài chiếc túi. Hy vọng là cả nhà mình sẽ chờ đợi đón xem cái video tiếp theo của em anh chị ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.